Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị ơi. Em chào chị. Chị chào Tấn, kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về một lô mai phôi. Rất mong anh chị em cô bác đừng xa dính chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ Bình Long, Sông Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang à. Số điện thoại của em cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc à. Rồi. Vào đầu clip vẫn là mã số 1 à. Rồi, vẫn là mã số 1 đây quý vị. Này con cốc vàng nha cô bác. Cốc có hai mặt luôn á. Mét lẻ chín. Giờ sao đây? Rồi. Nhiêu? 26 hoành. Hoành 26. Hai mắt nè. Rồi, để họ quay là hai mắt đây. Hai chân nè. Em này nó để trước khi xuống mù đế quay cái mình nó trước đi. Đó, mình mẩy nè. Nó dày giống luôn cái vậy nè. Lên tới trên luôn, mấy nhánh nhỏ nhỏ trên có nó phù phù trên ha. Này có dấu hiệu thôi quý vị. Nách nào phù phù ở trên ha. Dưới đó, đây mấy cái nhánh mà trục nhỏ nhỏ dưới đây nó cũng có luôn nữa ha. Hai mắt đây hả? Này hai mắt nè, đó, hai chân trước nè. Hai chân sau nè. Hai chân trước đây hả? À, có cái đuôi đó nè, hai chân nè, đó, không? Nhìn ngang vậy nè, nó nhìn vậy nè, thấy hai chân không? Đó, hai chân rõ lắm á. Tại sao này cũng có hai chân nè. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Rồi, mã số 1 này giao luôn 1 triệu à. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, qua mã số 2. Đây 1m1. Rồi, đâu cái hoành luôn. Cái hoành 29. 29, có cái củ nạc. Củ nạc 39. 39. Đó, tay cành xè. Đó, về xè vậy là vừa chơi quá rồi ha. Ở cái củ đế đây quý vị. Đâu làm cái giá đâu lúc trên đỏ giờ muốn chết. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 2 này giao lưu 1 triệu à. Rồi, 1 triệu luôn. Rồi, qua mã số tiếp theo, số 3. Rồi, cao 79. Cái hoành cao cao lên cấn. Sorry nha, dùm lại cao hoành 25. Có củ nạc. Củ nạc 41. Rồi củ nạc 41, hoành thì 25. Đây củ nạc nó đây. Củ chất lượng. Rồi giao luôn nhiêu chị? Rồi mã số 3 này giao luôn 900 à. 900. Rồi qua mã số 4 luôn. Cái này cao chắc khoảng tầm mét 25 đi quý vị. Hoành 24. 24 hoành. Tay cành xè đều. À, tay cành dày nó xè ra cái là kính thân luôn ha. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 4 giao lưu 500 à. Rồi xuống cây luôn. Giá yêu thương luôn. 1m đúng ạ. Hoành 27. Rồi, 27 hoành luôn. Co lắc nhẹ nhẹ. Tay cành bự bự. À, còn đế nó đây. Đế cộng cũng bự bự luôn. Rồi, có cái thể chìm dưới đây luôn. Rồi, mã số 5 giao lưu 500 à. 500 luôn. Rồi, qua mã số 6 luôn. Cao 94. Cái hoành 28. À, tay cành ok ha. Cành về là đẹp rồi hả quý vị. Bụng ràng cái là tuyệt vời luôn. Còn cụ đế đây. Còn cụ đế cũng ok quá nè ha. Rồi xe xe luôn. Mặt nào cũng có hết ha. Kính đế. Rồi giao lưu nha chị. Rồi mã số 6 này giao lưu 900 à. 900. Rồi xuống cây luôn. À, số 7 luôn. Cao 97.
Rồi, cái hoành. Cái hoành 32. Rồi, hoành bự luôn, 32, một em trực tay cành đều. Hoành 32. Để đều luôn. Đây, để. À, để vậy là vừa chơi rồi ha. Hoành to, 32. Giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 7 này giao lưu 1 triệu 8 mà. Rồi, 1 triệu 8. Cũ nạc là phải 40 mấy á. Rồi, và cây mới luôn. Cao 52. Cái hoành là 21. 21 hoành. Còn để em nói đây. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 8 giao lưu 300 à. Rồi, 300. Mã số 9 luôn. 1m04. Rồi, 1m04. Cái hoành 22. Rồi, tay cành đều luôn, 22 hoành. Tay cành đều ha, còn đế sau đây. À, đế nhìn chung là bốn mặt có đủ, à, mặt nào cũng có đế hết. Giao lưu như chị. Rồi, mã số 9 giao lưu 400 à. Rồi, 400. À, mã số 10, em này tay cành đều quá đây. 1m3. Cái hoành 28 đúng. 28 hoành của gì, một em trực tay cành đều. Hoành 28. Rồi để luôn đây. Để bàn xe tứ diện. Giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 10 giao lưu 1 triệu à. Rồi 1 triệu. Rồi qua 11 luôn. Cao 40. Cái hoành lấy 24 đi. Rồi. 25 yếu lấy 24. Yeah. Này mình nó ngẩn ngẩn ha, là lạ ha. Phù 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 trong mình. Rồi, còn đế nó đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 11 này giao lưu 500 à. Rồi, 500. Qua 12 luôn. Cao 52. Hoành 24. Rồi. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi, mã 12 này giao lưu 500 à. 500. Rồi, hôm nay cao tầm khoảng 1m25 luôn. Cái hoành 30. 30 hoành. Cũ nạc 39 đúng. Rồi, cũ nạc 39 luôn. Đây, xương cành quý vị ngắm nghe kỹ xương cành em nãy đặt hết trơn nè. Đó, đặt hết trơn luôn. Rồi, xuống cái cũ nạc đây. Nạc nở 39 đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 13 này giao lưu 1 triệu à. Rồi, 1 triệu. Này rồi. Nó có hai lớp rê nè, nó nằm ẩn dưới nè, trên dưới luôn. Rồi, mình qua mã số 14 ha. Cao 79. Cái hoành 24. Củ nạc luôn. Củ 40 luôn. Rồi, củ nạc 40. À, tay cạch xè đều. Củ nạc đây. Củ nở 40 đây. Cũ hết rồi. Để đi xè ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 14 đi giao lưu 800 mà. Rồi, 800. Rồi, qua 15. Cao 89. Rồi, kéo ngang qua. Hoành 27 đi. 27 hoành. Hoành 27 luôn, nhưng quý vị không nghe kỹ đường thân nè, tay cành em nó nè. Đó. Hoành mình cũng xin nhắc lại ha, 27 hoành luôn. Có cái cũ. Mình đo trên đó nha, đo chỗ này nè, chứ không phải đo cũ nha cô bác. Rồi, hoành 27, giao lưu như chị. Rồi, mã 15 này giao lưu 508 à. Rồi, 508. Rồi, qua 16 luôn. Một mét 15. Rồi, cái hoành luôn.
27 của anh. Rồi, xây xây luôn. Tay cành cũng khá quá ha. Đặc quá nè. Mình để đây rồi quý vị. Xem cái vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 16 này giao lưu 600 à. Rồi, 600. Rồi, qua 17 luôn, em tặng xè luôn. Cao 79. Cái hoành 24. Rồi, 24. Tặng xè, tay cành lực. Còn để dưới đây. Đặt bầu quá. À, để đó. Đặt ở dưới ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 17 này giao lưu 608 à. 608. Rồi, mã số 18 luôn. Cao 1 mét. Hoành 24. Rồi, 24 hoành. Rồi, để luôn. Cộng bự 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 không ha. Cũng tứ diện luôn á. Diện cộng to không nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 18 này giao lưu 490 nè. Rồi, 490. Rồi, qua mã số 19 luôn. Cao 1 mét. Giờ đo trên đây đi ha. Rồi, đo ở trên đó. Đo trên đây đi, dưới hồi mình đo cũ nạt đi. Đó, cái hoành. Cái hoành à, thôi hay lấy 24 đi. 25 yếu. Còn cái cũ nạt. Cũ, cũ 41. Cũ nở bùi chản ha. Nở cái cũ ghê không? Đó, tay cành đều. Tay cành đều rang. Cũ 41 đây quý vị. Đó, cũ đều 41. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 19 này giao lưu 700 à. 700 ha. Rồi, mình qua 20. 1m12. Cái hoành 28. Tay cành đều rang, 28 hoành. Đó, tay cành vậy nó bung ra là tuyệt vời luôn á. Nó đặt cây luôn. Đấy thì bàn xè tứ diện hoặc nào cũng có ha. Đó, vậy cũng vừa chơi. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 20 này giao lưu 900 à. 900. Rồi, em này cao khoảng lên 1m25 luôn. Mã số 21. Hoành 27. 27 hoành. Còn nguyên cái cục nạc. Cục nạc 41 đúng luôn. 41 luôn. Đó, tay cành cũng đều rang luôn ha. Cũ thì nở. Đây cái cũ nở nè. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 21 đi giao lưu 1 triệu mốt à. 1 triệu mốt. Rồi, mình qua 22. Cao 89. Rồi, kéo ngang qua đó. 26 hoành. Rồi, 26. Còn cái cũ nạt luôn. Cũ nạt 34. Nọc não 30 hả? 34. 34. Tay cành đều ha. Cũ nở ha. Đợt này gì đa số là cái cũ nở ha. Rồi, rồi mã 22 này giao lưu 407 à. 407. À, thêm em cũ nở nữa nè. À, đợt này gì đồng là mai cũ nở. Ừ luôn ha. Cao 77. Cái hoành 31 đúng. Rồi đó cái cũ luôn. 40 đi, 41 yếu đến 40 đi. Rồi, cái cũ 40. Nha. Nguyên cái khối đặc luôn. Cũ nạc đặc. Cũ chất lượng. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 23 này giao lưu 900 à. 900. Và 24 luôn. Cao 1 mét. Hoành 28. Rồi, xây xây luôn. Một em trực tay cành đều. Hoành 28. 28 hoành. Rồi, để nha. Cứu kỹ nha quý vị.
đó, đó. Đây còn phần bự đây nữa ha, đủ nha, để đủ không quý vị. Đây còn nhóc đây là nguyên bể đây nè, một bể luôn á, để đủ không thiếu như vậy. Rồi giao lưu như vậy chị, rồi mã 24 đi giao lưu 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi em này tay cành đẹp quá nè, 1m19. Rồi cao 1m19, hoành 28. 28 hoành, tay cành thật kẹo, ủ này chất lượng á. Đó, cụ nạc 41. Đó, nạc 41 luôn, này cụ là 3 mấy 40 cũng mốt không ha. Ha, cây nào cũng nở, cũ đế đi sợ. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 25 này giao lưu 1 triệu. À rồi 1 triệu. Rồi qua 26 luôn, này cao khoảng 1m35 được quý vị ơi. Cái hoành 28. 28 có cái cũ luôn ha, cũ 41. Cũ 41 luôn đó, tay cành đặt kẹo luôn, tay cành cũng vậy, đặt hết trơn ha. Đế. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 26 này giao lưu 1.050.000 à. 1.050.000. Rồi tới cặp 27 luôn. Luôn nha. Rồi tới vô cặp rồi đây. Cao 36. Hoành 12 đi. 13 yếu tính 12 rồi, quanh 12 luôn. Rồi để luôn. Chạy dữ. Để đặt cái trần ha. Rồi cặp 27. Cặp 27 đi giao lưu 108 à. 108. Rồi qua cặp 28. 33 cao. Quanh 14. Cái hoành bên đây 14 luôn đi. Rồi, 24 hoành ở đế nè. Kính đế rồi nè quý vị nè. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, cặp 28 này giao lưu 200 mà. Rồi, 200. Rồi, rồi qua cặp 29 luôn. 29. Cao 37. Cái hoành 13. Đây hoành 13 luôn. Rồi, 23 hoành hết luôn. Để đây. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi, cặp 29 thì giao lưu 200 à. 200. Rồi, cặp 30. Cao 36. Hoành 13. Hoành 12. Rồi, xây luôn. Rồi giao lưu như đây chị. Cặp 30 giao lưu 108 à. Rồi 108. Cặp 31 luôn. Cao 34. Hoành 12. Đây hoành 14. Rồi xe xe luôn. Một em 12 hoành, một em 14 hoành. Để hai em nó ở đây. Đây cũng kính quá nè. Cây này đế đẹp. Giao lưu như chị. Rồi cặp 31 này giao lưu 200 à. 200. Rồi cặp 32. Cao 52. Rồi cái hoành 14 đi. 14 nè. Còn em kia bên đây tới 16 hoành. 16 nè. Đế này ngủ ngủ đã. Để đây. Rồi giao lưu nhiêu đây chị? Rồi cặp 32 này giao lưu 200 mà. Rồi xuống cây luôn. Cao 60. Cái hoành 16. Đây hoành 14. Em này tay cành cũng ok quá nè. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 33 này giao lưu 200 à. 200 luôn. 34 đây. Cao 30. Cái hoành 16.
Đây hoành 16 luôn. Rồi, 26 hoành hết luôn. Rồi, để đây. Rồi, cặp này mã số 34. Cặp 34 nó vô luôn 170 à, cũng là cặp rồi. Cuối clip luôn à. Cuối clip em cũng có gì hơn chúc cô bác mình một ngày mới vui vẻ hạnh phúc à. Nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop em cảm ơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.